nhằm ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn. Trong niềm hân hoan, tất cả chúng ta cùng vân tập về đạo tràng tu viện Trúc Lâm để hòa mình cùng với hàng triệu những người con Phật trên khắp năm châu trong tháng này, giờ phút này, cùng tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2648. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay thời tiết hơi bất thường không? Giờ này còn trời mưa là lạnh, đáng lý thì mình còn phải xanh được rồi. Thưa đại chúng, hôm nay trong cái niềm vui lớn, một trong những niềm vui lớn của người Phật tử, đó là chúng ta đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Ngày vui thứ hai mà của người Phật tử, đó là ngày Đức Phật thành đạo. Quý vị nhớ nha, người Phật tử có hai ngày vui lớn cho Đức Phật của mình. Ngày Đức Phật đản sinh, tức là ngày rằm tháng tư âm lịch. Ngày Đức Phật thành đạo là ngày rằm tháng chạp âm lịch. Bởi vì truyền thống của Phật giáo Việt Nam, chúng ta chia ngày lễ, mỗi ngày lễ chúng ta kỷ niệm riêng. Nhưng mà nếu như mà mình ngày hôm nay mà các nước đang truyền Phật giáo là ba ngày lễ này gộp chung thành một ngày, đó là ngày Đức Phật sinh, ngày Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật niết bàn, làm chung một ngày. Cho nên lễ này còn có khi gọi là lễ tam hợp. Tam hợp tức là ba lễ hợp lại làm chung một ngày, đó là ngày Đức Phật sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật qua đời, tức là niết bàn. Nhưng mà riêng Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, mình chia các ngày lễ ra mỗi lần, có lẽ mình thích tổ chức lễ, thích ăn lễ. Thưa đại chúng, thì cho dù là ngày gì tam hợp, nhưng cái chính vẫn là để nhắc nhở chúng ta đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Khi Đức Phật còn tại thế, ngày lễ này không có. Chỉ khi Đức Phật mất rồi, chúng ta tưởng nhớ ngày, cho nên chúng ta mới tổ chức lễ đản sinh Đức Phật. Và kể từ đó chúng ta mới có Phật lịch. Phật lịch là tính kể từ khi Đức Phật mất. Chúng ta gọi là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, vân vân, trải dài cho tới bây giờ là Phật lịch 2568. Thì thưa đại chúng, mỗi một người Phật tử, chúng ta phải tâm niệm Đức Phật của mình. Có ai nhớ Ngài họ gì không? Họ của Ngài là Gotama, chúng ta thường âm lại là Cồ Đàm. Ngài là một thái tử sinh ở miền Bắc Ấn Độ, xứ Ca Tỳ La Vệ. Và ngày nay nước Ca Tỳ La Vệ đó chính là Nepal. Nepal bây giờ đó tức là thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Bây giờ ai đi hành hương về Nepal thì sẽ thấy được, sẽ có đoàn dẫn mình đi tới cái thành Ca Tỳ La Vệ. Ngày nay nó chỉ là một cái đống gạch và một cái di tích vậy thôi, chứ không còn gì. Và nếu nói cho đủ, dòng tộc của Đức Phật là dòng tộc Thích Ca Sakya. Cho nên ngày nay mình gọi là Phật Thích Ca là mình gọi theo cái dòng tộc của Ngài. Ngài thuộc dòng dõi Sakya, họ của Ngài là Gotama, tên của Ngài là Siddhartha. Bây giờ nếu mình đọc người đầy đủ là Siddhartha Gotama. Còn nếu mình nói luôn cả cái dòng tộc là Sakya, Sakya Siddhartha Gotama. Nhưng mà mình nhớ Sakya là Thích Ca, là thuộc dòng dõi. Còn họ của Ngài là Gotama, mà trong kinh điển thường âm là Cồ Đàm. Có nhiều khi ta gặp Ngài ta nói thưa đấng Cồ Đàm. Tên của Ngài là Siddhartha, và chúng ta âm lại là Sĩ Đạt Ta. Cái nghĩa của chữ Sĩ Đạt Ta là người được tội nguyện vì có đầy đủ phước đức trí tuệ. Chữ Siddhartha được dịch nghĩa là con người tội nguyện có đầy đủ phước đức trí tuệ.
Đó là mình nói tên của Ngài. Quý vị có nhớ Ngài sinh ở đâu không? Ở thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà ở vùng gì? Vườn Lâm Tỳ Ni. Đây là những cái địa điểm, là những cái nơi mà người Phật tử cần phải ghi. Ngài sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây vô cùng. Bởi vì lúc đó hoàng hậu Maya đi theo nhập theo phong tục Ấn Độ là Ngài đi theo cái phong tục Ấn Độ là người mẹ khi sắp sinh là phải đi về nhà ngoại sinh chứ không có sinh ở nhà chồng. Cho nên hoàng hậu Maya cũng theo phong tục đó, trên đường đi về lại quê hương của bà để hạ sinh thái tử, thì trong lúc đó dừng chân nghỉ lại ở vườn Lâm Tỳ Ni và thấy cái cành hoa vô ương đẹp, thì bà định với tay hái cành hoa đó, thì trong lúc đó bà chuyển bụng và hạ sinh thái tử dưới gốc cây vô ương. Và khi sinh ra được truyền tin tới và Vua Tịnh Phạn vui mừng. Cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Ngài sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây vô ương, thành Ca Tỳ La Vệ, năm 624 trước Tây Lịch. Nghĩa là nói đơn giản là 624 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Ngài sinh trước Chúa Giê-xu 624 năm. Và Đức Phật thọ được bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Thọ được 80 tuổi. Và khi lớn lên, Ngài vẫn có gia đình. Người phối mẫu của Ngài chính là công chúa Gia Dung Đà La. Và hai vị đã hạ sinh một hoàng nam, đó là hoàng tử La Hầu La. Sau này La Hầu La cũng đi xuất gia theo Phật, năm La Hầu La 7 tuổi. Đức Phật đi xuất gia năm Ngài 29 tuổi. 29 tuổi Ngài đã đi rời khỏi hoàng cung để đi tìm đạo. Và ai nhớ Ngài phải trải qua mấy năm? 6 năm khổ hạnh. Tức là nói tóm lại là 6 năm đi tìm đạo. Và đến năm Ngài 35 tuổi, sau khi trải qua những cái tu học, Ngài không thấy tất cả những cái cách học đó, cách tu học đó mang lại cái kết quả tốt, cho nên Ngài quyết định ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Và khi đó Ngài phát nguyện, nếu đời này Ngài không có tìm ra được chân lý, Ngài nguyện không rời khỏi gốc cây này. Và chính cái lời nguyện đó là một cái mãnh lực, cái năng lực, động lực để mà giúp cho Ngài thành tựu được đạo. Và một sáng đến ngày thứ 49, một buổi sáng tinh sương, Ngài đã thành tựu được đạo quả, tức là giác ngộ hoàn toàn. Thì cái giác ngộ của Ngài nghĩa là Ngài thấu đáo được tất cả các lý duyên sinh vô thường vô ngã, tức là tất cả mọi hiện tượng của tất cả. Ví dụ Ngài nhìn bây giờ, hồi xưa mình nhìn hoa là hoa, nhưng Đức Phật đã quán chiếu, Đức Phật thấy rằng hoa này tự thể nó không có, mà nó là do duyên sinh, phải không? Tức là do nước, ánh sáng mặt trời vân vân mới có mặt, chứ một mình nó đâu có thể có mặt được. Nó từ một hạt giống, và do người ta tưới nước, người ta trồng trọt, người ta chăm sóc, nó mới có được hoa. Như vậy cái hoa này là duyên sinh. Mà bản chất của duyên sinh thì nó là tạm có, và nó sẽ thay đổi trên và là vô thường. Và Ngài đã thấu đáo được tất cả mọi cái lý đó, gọi là thành Phật. Chứ thành Phật không có nghĩa là bay, ngồi trên nước, đi trên lửa, không phải vậy. Mà thành Phật là cái tâm sáng suốt, tỏ rõ mọi thứ, mọi hiện tượng. Mình giờ mình nhìn cái gì mình nhìn mình thành Phật tướng, mà không thấy được cái lý sâu. Trở lại, Đức Phật đản sinh theo truyền thuyết, Ngài đi bảy bước, có bảy đóa hoa sen. Đạo Phật hay dùng hoa sen, ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen. Thật ra Đức Phật sanh bình thường nhé, nhưng mà khi biết về lịch sử của một người, một vị thầy đặc biệt, thì người ta thường có những cái lý để cho mình có cái đề tài quán chiếu.
Tại sao trong nhà Phật lấy hoa sen làm biểu tượng? Bởi vì hoa sen có 10 cái đặc biệt. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ nói một thôi. Đó là cái tính chất vô nhiễm. Hoa sen phải trồng ở nơi bùn, mà từ bùn hoa sen mới mọc lên. Mọi hạnh phúc không thể có mặt nếu không có khổ đau, không có thất bại. Cho nên chúng ta chỉ đừng nhìn cuộc đời này là khổ, đúng. Nhưng nếu chúng ta tu tập chuyển hóa khổ thì khổ thành vui. Thí dụ như mình nhìn cái đó nó dơ, đâu có nghĩa là nó mãi dơ. Nếu chúng ta chịu khó chùi rửa, nó cũng sẽ được sáng sủa, sạch sẽ. Cho nên lễ này chúng ta làm lễ tắm Phật. Vậy thì tắm Phật sơ sinh không nghĩa là mình tắm cho một đức Phật nào đâu. Chính là chúng ta tắm rửa cái tâm dơ bẩn của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy rửa sạch cái thấy của mình, cái biết. Cái biết mình chưa chắc là biết đúng, phải không? Cái thấy mình chưa chắc là thấy đúng. Mình hãy rửa lấy cái nước định, nước giới để rửa nó đi, để thấy mọi việc chân thật. Người mà có con mắt sáng suốt sẽ nhìn đời bằng cặp mắt cảm thông, ít trách phiền, biết cảm thông, biết tha thứ, tại vì thấy thấu đạt. Cho nên con người chúng ta vẫn có cái thấy gọi là kiến, vẫn có cái biết gọi là tri. Chúng ta vẫn có tri kiến, nhưng mà tri kiến của người thường gọi là phàm phu, chứ không phải tri kiến của Phật. Tri kiến của Phật là thấy cái gì phải rõ ràng rồi mới nói, còn mình là lờ mờ là đã phát lên rồi. Cho nên thường gây gỗ hiểu lầm, chứ đâu có hiểu đúng đâu. Thật ra trên đời này nếu mà chúng ta rõ ràng mọi việc thì không có gì phải gây gỗ cả. Nhưng mà sở phần lớn chúng ta buồn phiền nhau là do hiểu sai, hiểu lầm, chứ đâu có hiểu đúng. Mà hiểu lầm thì gây lộn, biết lộn mà vẫn gây. Mà nếu mà gây không xong thì đi tới đánh lộn, biết lộn mà vẫn đánh. Đánh là phải đánh trúng, mà đánh lộn mà chúng đánh. Gây mà gây lộn, mà tức thì tức tối. Có ai tức sáng không? Người nào tức là phải tối, phải không? Cho nên khi mình tức giận là nó tối tâm, nó không còn sáng suốt. Nhưng mà giữa cái người tu á, vì khác với cái người thường là gì? Tu là biết mình đang giận. Để làm gì? Để điều chỉnh cơn giận. Giống như nhà mình bước vô mình thấy nóng quá, mình biết nóng và mình điều chỉnh cái độ nóng. Mình thấy lạnh quá, mình điều chỉnh cái độ lạnh. Vậy thì tu là trung đạo. Đức Phật dạy mình tu trung đạo. Cho nên đạo Phật, Đức Phật đi 7 bước. Đến theo truyền thuyết là Ngài đi 4 hướng. Đến khi mà Ngài đi tới hướng giữa, Ngài mới dừng lại. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống. Và Ngài nói rằng trên trời, dưới trời chỉ có cái sự tự tại giải thoát mới là đạo tối tôn. Nhưng mà trong cái sách, trong cái câu đó là duy ngã độc tôn. Thì cái chữ ngã trong này nó không có nghĩa là tôi, mà cái chữ ngã này là sự tự tại, sự giải thoát. Trên trời, dưới trời này không có gì hạnh phúc bằng sự giải thoát. Có phải không? Khi tâm mình không có buồn phiền nữa, có phải hạnh phúc không? Còn khi mình buồn phiền, lo lắng, thì đừng nói chuyện gì. Chỉ cần lo là con mình là mình cũng đã rầu. Lo chồng, lo vợ, lo công ăn, con người mình có cái gì lo là mình buồn khổ thế này. Cho nên khi nào mà mọi thứ nó ổn định không phải lo, đó là một hạnh phúc. Cho nên Ngài nói, dù có lên trên trời, dù có xuống dưới đất này, con người vô cần gì ngoài cái sự gì? Giải thoát, an vui. Cho nên mục tiêu của đạo Phật là tu tập để chuyển hóa những cái khổ có được sự an vui. Quý vị nhìn 7 bức tượng Phật, tượng nào cũng 36 tượng, mỗi bên 3 tượng là tay phải đưa lên, chỉ có cái tượng ở giữa là tay trái đưa lên. Ngày hôm qua giờ quý thầy quý cô trả lời nó mệt. Tại sao ở giữa lớp mà có tượng Phật lên, có tượng thì tay trái đưa lên, tượng thì tay phải đưa lên, vậy thì giữa cái nào đúng? Thưa đại chúng, theo lời giải của quý hòa thượng Chư Tôn Đức, trong kinh sách
chỉ nói đến cái chỗ mà Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nhưng mà không có nói rõ là tay nào. Vì vậy cho nên khi người ta tạc tượng, đây là những cái tượng mình tạc ra nha, cho nên khi mà người ta tạo cái mẫu tượng, thì nếu như mà là người Ấn Độ thì người ta sẽ tạc cái tượng tay phải chỉ lên, tay trái chỉ xuống. Tại vì theo văn hóa của người Ấn Độ, tay phải là biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh, điều thiện, điều lành. Cho nên người Ấn Độ phong tục đưa tay phải lên. Cho nên người ta ăn cơm, người ta ăn tay phải. Tay trái người ta để dùng làm việc vệ sinh. Cho nên theo Ấn Độ mình cung kính người ta, mình đưa cái gì cho người ta, mình nên đưa tay phải. Mình đi, mình biết được cái văn hóa cũng là cái tốt cho mình. Thì đến đâu thì sao? Mình hội nhập được mà sao nó không có bị quên cả. Nhưng khi Phật giáo, khi tượng Đức Phật đản sinh được tạo mẫu ở nước Việt Nam, Trung Hoa, thì đưa tay trái lên. Tại sao? Tại vì quan niệm của Việt Nam và Trung Hoa, tay trái là tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, vô giới, cũng ký đó. Nhưng mà Ấn Độ thì tay phải, Việt Nam, Trung Hoa là tay tay trái. Nói như vậy để rồi quý vị thường nghe câu nam tả nữ hữu. Người Việt Nam nói chuyện gì sắp hàng đâu, mỗi lần đi đâu làm gì dừng lại nam tả nữ hữu. Vậy thì ai quan trọng? Đối với người Á Đông, người nam quan trọng, cho nên lấy bên trái. Mình đi vào chùa, Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, cánh tay trái của Đức Phật Đức Văn Thù, cánh tay phải của Đức Phật Đức Phổ Hiền. Vì quan niệm của chúng ta là tay trái lớn hơn, tay trái có quyền năng hơn, có sức mạnh hơn. Cho nên người ta còn ví dụ gì, một cánh tay trái của người nam mới bằng 10 cánh tay phải của người nữ. Đó là cái người xưa người ta quan niệm vậy, người ta tức là cho nên trong chức quan quyền, trong chức quan tả thừa tướng lớn hơn hữu thừa tướng. Vậy thì cái này nó có gì đúng sai không? Có. Nó chỉ là cái gì? Hội nhập văn hóa. Nói như vậy để đại chúng biết rằng Phật giáo đến quốc gia nào thì sẽ hội nhập được với cái văn hóa truyền thống của quốc gia. Ví dụ như ngày xưa mình không có mặc mấy cái áo này, phải quấn đi như sư Tích Lan đây, quấn đi vậy nó mới đúng đó. Nhưng mà mình đi qua Phật giáo đi sang tới Trung Hoa Việt Nam thì mình phải đi làm ruộng, cho nên mình không có đắp được những cái y này, nó bất tiện, cho nên mình mới reform lại, chế lại làm sao cho nó thuận. Và ngày xưa vua thường mời quý ngài vào trong cung để mà thuyết pháp, mà ở cánh tay không đúng văn hóa của mình. Văn hóa của mình là kính trọng ai thì phải che cái tay lại, phải kính đáo. Ví dụ như mấy chú đang, xin lỗi mấy chú ở nhà đang mặc cái quần đùi, đang mặc cái áo thun, khách tới cái là mấy chú chạy vô phòng, mấy chú làm gì? Mặc cái quần dài vô, mặc cái áo tay dài vô để tiếp khách, để nói lên sự kính trọng của người khách. Thì cũng như thế, các sư đi vào trong cung tiếp vua thuyết pháp không thể ở cánh tay, cho nên mới chế cái áo giống như các quan. Thấy mấy ông quan trong triều mặc cái áo rộng thùng thình vậy, cho nên giờ mình mặc cái áo đó, mình mặc cái áo này cũng từ những điều kiện để nói như vậy. Còn rất nhiều thứ để chứng minh đạo Phật hội nhập với mỗi dân tộc, mỗi sắc tộc, mỗi văn hóa. Cho nên chúng ta thường nói đạo Phật gắn liền với dân tộc. Dân tộc đó có những phong tục gì, văn hóa gì đẹp, đạo Phật đều tiếp nhận để làm gì? Để hội nhập và làm giàu có cho văn hóa đó. Khi Đức Phật sinh ra, theo truyền thuyết Đức Phật đi 7 hướng, mà nếu đúng ra là ngày đi 4 hướng, 5 hướng, đi đông, tây, nam, bắc và ở khoảng gì? Vậy thì 7 hướng đó là gì? Tại sao con số 7? Thì con số 7 này nếu nói chung lại là con số cát tường để thành tựu.
Cho nên con người chúng ta có bảy đại, thường thường chúng ta nghe tứ đại phải không? Đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà nếu nói cho đủ là phải thêm ba nữa: kiến, thức, không. Thất đại. Đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không. Bảy đó hoa sen này còn tượng trưng cho bảy thứ tài sản mà một bậc thánh cần phải có, hay một người tu tập cần có. Ai trong cuộc đời này muốn thành tựu cần có bảy cái tài sản này, bảy cái điều quý báu này. Đó là gì? Đó là tính và niềm tin. Văn là biết lắng nghe, biết xấu hổ với mình, biết xấu hổ với người. Trong đó có tinh tấn, có giới, có xả, có tuệ. Nghĩa là người có bảy cái đó thì đi tới đâu, làm gì cũng được thành tựu. Chỉ một ví dụ một việc thôi: người sống mà biết lắng nghe luôn luôn được học hỏi, còn không biết lắng nghe hết thì không bao giờ việc gì nó thành. Tại có biết lắng nghe ai đâu mà thành việc. Người ta nói cho mình nghe đạo lý phải mấy mà không chịu lắng nghe, nó một cái việc đó thôi. Còn người mà không có tàm quý là gì? Không có biết thẹn, không biết xấu hổ, không biết thẹn thì luôn luôn mình hay quên mang cái điều của mình có, chưa chắc nó đã hay. Cho nên nếu nói về sự tu tập thì chúng ta cũng có bảy bước để thành tựu. Ví dụ như là trạch pháp là tìm một cái pháp tu cho mình, rồi tinh tấn, rồi khinh an, rồi thỉ, rồi niệm, rồi tinh, rồi xả. Thì như vậy con số 7 này nó nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy cho nên mỗi năm tới mùa Phật đản, người Phật tử đừng thờ ơ, chỉ trong cái ngày nào chùa tổ chức đi dự lễ chăm đất. Đi dự lễ là tốt, nhưng pháp hòa xin khuyến thỉnh đại chúng làm thêm vài việc nữa. Thứ nhất, trong tuần lễ Phật đản từ mùng 8 tới ngày rằm, vị nào phát tâm ăn chay được một tuần lễ đó nên ăn chay, còn không được thì ráng ăn 2 ngày mùng 8 với ngày rằm. Thứ hai, ở nhà mình nên quét dọn bàn thờ sạch sẽ đúng ngày mùng 8 hoặc ngày rằm, hoặc là trong vòng một tuần lễ đó, ngày nào cũng được. Chưng hoa trái lên, thắp một nén hương thơm và xướng danh hiệu của Phật, đảnh lễ Phật 3 lần, như là con thể hiện lòng biết ơn và sự hân hoan mừng cái ngày Đức Phật ra đời. Đó là mình thể hiện. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật đã thị hiện trong cõi đời này, Ngài đã có mặt cuộc đời này để cho mình những lời dạy. Thì cái ngày lễ này chúng ta thể hiện một chút gì đó để gọi là sự biết ơn và tri ơn, đền ơn. Dĩ nhiên Phật không đòi hỏi những điều đó, nhưng chúng ta là đệ tử, nhận cái gì của ai chúng ta phải nhớ ơn và thể hiện một lòng. Có phải không? Điều quan trọng nữa là chúng ta phải đi tìm những bài pháp về ý nghĩa lễ Phật đản của chúng ta nghe. Thí dụ ai chưa biết ý nghĩa bảy bước sen là gì đi tìm bài giảng đó. Ai chưa hiểu được cái câu thiên thượng thiên hạ như ngã lập tôn là gì đi tìm bài giảng đó để nghe. Ai chưa biết Đức Phật sinh ngày như thế nào đọc lại lịch sử. Nói tóm lại, chúng ta phải có cái sự ôn tập để làm gì? Để chúng ta nhớ và cái ý nghĩa của ngày này, để chúng ta đi dự lễ mà chúng ta trọn vẹn được từ cái tình thức lẫn tình. Tại sao phải làm lễ tắt? Tại sao chúng ta Đức Phật có bảy bước, rồi cái câu thiên thượng thiên hạ duyên ngã lập tôn nghĩa là gì, và rất nhiều thứ chúng ta có thể học hỏi và phát nguyện trong ngày lễ Phật đản này. Hôm nay tất cả chúng ta cùng về đây cùng một cái tâm niệm vui mừng chào đón ngày Đức Phật đản sinh. Trước hết là chúng ta niệm ơn của Đức Phật và
phát nguyện tu tập. Có như vậy đạo tâm mình mới không có lung lay. Quý vị thấy rằng dù bất cứ một cảnh duyên nào nó cũng sẽ vô thường hết. Đó, ví dụ như một sự trang hoàng như thế này rất là công phu nha, nhưng mà ngồi được bao lâu, giỏi lắm tuần 10 ngày, tới 2 tuần thì nó cũng phải khô nhạt. Chỉ có cái tâm niệm nguồn Phật tản này nó mới không bao giờ thay đổi trong lòng của người Phật. Cho nên hôm nay đại chúng cùng về đây, chúng con thành kính chào đón tất cả chư tôn đức tăng ni hiện diện trong buổi lễ này, cũng như chào đón tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần hoặc những Phật tử đang trực tiếp theo dõi chương trình lễ Phật đản online. Chúng ta đều hòa chung một niềm vui, đây là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, và chúng ta nên thể hiện được cái chất của người, của chữ tăng già là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Ngày nào chúng ta còn hòa hợp thì ngày đó Phật đạo không tan biến. Ngày nào chúng ta không còn hòa hợp thì tự động mọi thứ sẽ tan rã. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho đại chúng cùng thân quyến có nhiều sức khỏe bình an, niềm vui trong mùa Phật đản. Nguyện cầu tất cả chúng ta thành tựu sở nguyện của mình. Và hôm nay là 12 rồi, phải không? Còn mấy ngày nữa là rằm, vẫn còn đủ thời gian để mình chuẩn bị những gì mà Pháp Hòa nãy giờ đã quyết định đại chúng. Quét dọn bàn thờ, mua một bình hoa tươi, dâng lên cho Phật, thắp một nén hương, tự tâm bình nguyện. Hôm nay nhân mùa thánh đản của Đức Phật, chúng con xin dâng hương hoa cúng dường kỷ niệm đảnh lễ tri ân. Và quý vị có thể xướng cái câu danh hiệu của Phật: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ương Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâm Tỳ Ni Viên là vườn Lâm Tỳ Ni, Vô Ương Thọ Hạ tức là dưới gốc cây mà hạ sinh, phải không? Vô Ương Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị cũng có thể đọc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, nhưng mình đọc cả câu để chi? Để mình ghi nhớ cho đậm. Ở vườn Lâm Tỳ Ni, dưới gốc cây vô ương. Còn nếu mình lười quá mình đọc nó riết thì mình không nhớ Phật sanh đâu. Cho nên mỗi năm đọc 3 lần: Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ương Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại chúng. Thank you.